Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Summon Dragon nha anh em. Tiếp tục là triệu hồi các loại rồng trong truyền thuyết. Và nếu anh em nào thích video này, ôi trời ơi, cái mic của tôi. Và nếu anh em nào thích video này, hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục với anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ mở cái hòm này ra. Tuyệt vời ông mặt trời. Trong này có rất là nhiều thứ mà mình đang cần. Rồi, ok, mình lên level 34 anh em nhá. Free game. Điều mấy cái này thì Time Limited Patch. À, mình có thể mở thêm tướng 5 sao cơ mà. Thoải mái đi. Elwynn Patch Village, Elder Hand. Các kiểu đều bên mình còn chưa đánh qua được nhiều nhiệm vụ các anh em ơi. Complete. Đấy, cái này cày thì khắc được nhiều tướng và nhiều rồng đấy anh em ơi, không cần quá là quan trọng. À, có một con rồng mới mình muốn review cho anh em, con rồng này rất đẹp đâu nhở. Đấy rồi, con rồng lửa anh em ạ, con này còn đẹp hơn cả con hôm qua cơ. Why? Oh my chúa, con này giống như con quỷ vậy, con này đẹp quá anh em ạ. Mà có đâu để mà cho level up bây giờ con, nhưng mà con này chỉ là 5 sao thôi, nó cũng không lên được 6 sao đâu, tại vì làm gì có mảnh. Không có mải anh em ạ. Còn Vulcan, Vulcan. Rồi ôi đẹp thật. Núi lửa vậy. Thiên thạch các kiểu đà điểu rơi xuống đầu như thế này thì nó quá đỉnh luôn anh em ơi. Chúng ta dành dừng ở level này thôi, tại vì là mình sẽ cho những con rồng này lên cấp trước. Nó là yêu cầu. Ui ui 12k. Holy shit. Nó cần quá nhiều cái kia thì làm sao mà có thể cho vào được nhỉ. Có thêm một con rồng nữa anh em ạ, một con rồng cực mạnh ở bên này và mình sẽ tiếp tục là Buster nha anh em. Xoắn thì bọn này nữa đâu. Nhưng mà chúng ta bỏ con rồng vào đây. Ơ chưa? Tôi không... Bỏ con nồi đây anh em. Dĩ nhiên là bỏ con đất đây ra rồi, con đất này 5 sao đấy. Con đất này cũng 5 sao anh em ạ. Mình không thích con nào thì mình bỏ thôi. Con này á. Nhưng mà nhiều con một hệ quá thì có được không ta? Nhiều con một hệ lửa quá, con này bé tí ấy. Con này chưa tiến hóa anh em ạ, nên nó vẫn bé. Nếu mà tiến hóa lên thì không 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 phải là dạng đùa đâu, không phải dạng vừa đâu nhá. Mình cần đánh xong cái này đi á. Clear cái map này đã. Yeah. Hay đấy, hay đấy. Clear Buster. Đánh sắp xong cái map 2 rồi. Kiếm thêm năng lượng để nâng cấp cho những con rồng chính của mình lên. Hai con rồng 6 sao là ưu tiên hàng đầu rồi. Và hiện tại team mình vẫn đang không không được khỏe lắm đâu. Ui, than lửa con 6 sao này khỏe quá. Nó tặng cho chúng ta anh em ạ, 7 ngày đăng nhập. Còn gì tuyệt vời hơn là 7 ngày đăng nhập được tặng một đống rồng như thế này. Anh em ai cũng sẽ có mấy con này thôi. Còn con hai con này là phải mua nhá. Có một con mua một con thì không phải là con phải nạp mà làm con mở may mắn nó ra thôi. May mắn lại ra, hôm qua mình mở linh tai tinh lại ra anh em ạ. Thế mới nhỏ. Mình không có ý định là mở đâu, nhưng mà cứ mở bừa lại nó lại ra. Cuộc đời nó thế. Ngày mai mình vẫn có thể review cho anh em thêm một con rồng Legendary tiếp nha anh em. Trong này thì có rất là nhiều rồng Legendary. Xong rồi nâng sao, sủng nó thiểu lên, nó rất là đẹp. Round 2. Úi xời ơi, bạn ơi, bạn chạy đi đâu? Các bạn không đủ tuổi để chạy cho chúng tôi nhá. Đánh xong cái này phần này đã. Xong rồi tiếp tục vào sang phần khác để tiếp tục vào chiến đấu nha anh em. Ok. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Đấm nó nào anh em ơi. Mấy con này không 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 kiểu không đủ sức để có thể đấm được với mình anh em ạ. Nó quá yếu. Cái con rồng mãng xà kìa. Rồng mãng xà sao nó to thế? Rồng mãng xà đâu? Đấy là con rồng mãng xà chúa. Mãng xà chúa nhìn trông cũng khá là đẹp. Không phải nói là quá tệ. Victory. Victory. Chúng ta cần phải sang một cái chapter 4 anh em ạ. Veil of Rust Flame. Ok. Úi giời, đến à. Quest cùng một thứ, tôi sẽ hoàn thành hết cái đống này để lấy được rất là nhiều hòm nha anh em ơi. Collect hai cái AFK. Phần thưởng AFK Ritual gì đó. Ui. Đồ quà này, vàng, game này, thẻ triệu hồi rồng này. Nhiều dã man. Tôi làm hết cái đống nhiệm vụ đi anh em ơi. Đang rảnh.
Đấy, lấy luôn. Xong, quest xong. Làm hết tất cả quest này luôn nhá. Level up equips một time là cái gì? Con lửa hay con này? Con lửa đi. Trời ơi. Chắc lên max 60 nhỉ, không biết có đủ không nữa. Không đủ rồi. Con này nó đang đẹp quá, con này đang đẹp quá nên mình không thể nào mình bỏ lỡ qua được. Level up equip một time là sao? Equipment. Equipment đó. Là sao? Làm sao mà lên được cái mấy cái đồ này? Mấy đồ kia nó còn đang dùng rồi. Làm thế nào mà lên được nhở? Lên cái này à anh em? Để nó mở khóa lên skill cuối ạ. Con này cũng chưa lên này. Có một vài con cũng chưa lên skill ạ. Con này có level 23. Con Kalia này có phải là legendary không ta? Và hình như con này có thể tiến hóa được anh em ạ. Có một số con có thể tiến hóa lên được ấy. Mình cũng không hiểu cái equipment này là như thế nào luôn. Heroic summon một time. Chúng ta có thể triệu hồi bằng cái này. Nào nhanh hộ tôi cái. Thẻ vừa rồi, thẻ cùi rồi. Thẻ xịn nào, legendary. Nó phải phát sáng cơ anh em ạ. Thông thường là mấy cái thẻ này nó phải phát sáng cơ. Legendary. Thôi không phải. 3 sao thôi. Chỉ 3 sao thôi anh em ạ. Nhưng mà chúng ta hoàn thành quét là được rồi. Complete. Rồi thêm cái hòm nữa. Challenge Trials Spear cái gì đó. Nó là cái gì? Floor, cái này mình còn chưa đánh cơ anh em ạ. Cái này sẽ kiếm thêm game cho chúng ta. Con này xong được đánh. Mấy cái con ghẻ lở hắc lao được lên này. Trong khi đó mấy con xịn nhất của chúng ta lại được bỏ xuống dưới ạ. Tôi cũng bó tay chấm cơm. Mình nghĩ là cái con rồng cánh tiên này mình sẽ bỏ ra hai anh em nha. Rồng cánh tiên mình sẽ bỏ ra thôi nha. Cái này mình còn chưa đi bao giờ cơ. Nên mình sẽ đi leo luôn trong này. Rảnh rảnh ngồi leo leo tí cho vui anh em ạ. Úi xời ơi. Hello bạn ơi. Tiếp tục có đánh tiếp nào. Con boss. Có con boss anh em ạ. Con boss nhìn trông khá đẹp. Butter. Đánh nhanh thắng nhanh thôi anh em ạ. Cái này giống hệt như hải tặc đại chiến luôn, không khác gì. Bản sao hải tặc đại chiến nhưng mà nuôi rồng anh em. Hay. Có lượn là hay, game này hay. Cái gọi lượn trên bầu trời. Úi giời ơi. Next floor. Có lẽ mình sẽ nâng cấp cái con hình như có một con tiến hóa được. Đó chính là con hệ đất anh em ạ. Con hệ đất tiến hóa lên thì chắc cũng rất là đẹp. Mình sẽ cho tiến hóa luôn thể nhá. Mình nhớ là tiến hóa bên kia. Rồi mình thay cho con rồng cánh tiên à. Mình không thích con rồng cánh tiên lắm. Anh em có thích không? Nhưng mình rất là ghét con rồng cánh tiên. Nhìn nó xấu quá. Nó không đẹp cái đội hình ấy. Đội hình mình nhìn toàn rồng loại xịn như thế này. Làm sao mà các bạn lại đổi cho chúng tôi được. No, không, yeah. Gồng sức mạnh lên. Đúng rồi. Chúng ta dừng ở cái cửa này đi anh em. Mình sẽ vào trong cái nào để có thể là tiến hóa nhỉ. Truy hợp lại. Evolution à. Evolution tiến hóa con nào? Cho có con 5 sao ở đây. Đố kiếm nó thêm một con 5 sao nữa đấy. Kalias. Làm sao mà tiến hóa được? Đố tiến hóa được. Mấy con này tiến hóa được đấy anh em ơi. Cần con 3 con, 3 con 3 sao. Ok, từ từ á. Thì như lúc ấy mình nhầm anh em ạ. Cái game này rất là mượt. Dĩ nhiên là cực kỳ là mượt rồi. Nó không có gì là gọi giật lag gì cả. Nó không có bất kỳ một con 5 sao nào nha anh em. Nhìn nhá. Đấy. Mấy con này thì tiến hóa lên được này. Theo mình đoán này. Đó, confirm evolution on. Đây là tiến hóa lên hết này. Tiến hóa cả ba con này luôn ạ. Có 4 sao rồi này. Bây giờ phải lên 5 sao thì nó mới khó. Con này không lên được tại vì đang thiếu anh em ạ, thiếu mảnh. Dùng hai đầu cũng thế này. Một số con không lên được, dĩ nhiên, đó là điều dĩ nhiên. Elder Hans sẽ là nơi lấy game ạ anh em ạ. Ui
Đây, chính là con đồng Legendary đây anh em ơi. Đây, cho anh em xem chiêm ngưỡng nha. Ui 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 ui. Con mãng xà cũng đẹp không kém anh em ạ. Đẹp lắm ý. Giống này đẹp dã man luôn. Ui. Con này con không phải mãng xà mà con dưới nước anh em ạ. San hô, rồng san hô. Đây là rồng san hô này. Thủy long, rồng băng ạ. Đây là rồng băng. Theo mình đoán đây là rồng băng. Rồng này đẹp quá. Con này giống như cỏ con hươu hay con nai. Ui. Sao. Đẹp thế, con này là 10 sao à. What the hell man. Vãi lồng đèn cao su đẹp dã man. Đây là con người đá. À, nhìn trông nó xấu tệ anh em ạ. Yggdrasil à? Yggdrasil anh em ạ, giống hệt Yggdrasil luôn. Nhưng mà đây là kiểu 3D rồi, Dragon City 3D rồi. Dragon City sao đẹp được bằng cái game này anh em? Nhưng mà chắc mình cũng sẽ chơi cả cùng Dragon City luôn với cả game này. Hai game này hay vãi, nuôi rồng là mình rất là thích. Không biết anh em có thích không nhưng mình rất là thích game này. Rồi, ok thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye. Đẹp quá. Con nồi đẹp kinh nhỉ.